Nếu các bạn đang có nhu cầu muốn mua ạc Liên Quân thì hãy truy cập ngay shopacre24giờ.com. Tôi Hữu Bộ xin chào 500 anh em. Tôi Cường Seven chào 500 anh em. Tôi Bộ trưởng Lâm chào 500 anh em. Ok các bạn ạ, thì clip trước là clip sườn bò nướng siêu cay thì được các bạn ủng hộ, bởi vì clip đó thì kinh tế vẫn chưa đủ mạnh. Thì clip này thì mình đã cố gắng gọi là kiếm thêm một chút tiền để mua được đúng cái gì như các bạn yêu cầu, đã đáp ứng lại những cái mong mỏi của các bạn, đó chính là mua con bò về nướng. Thì hôm nay mình đã mua một con bò 40kg về nướng. Hôm nay mình phải đi sớm, đi từ 9 giờ sáng. Bây giờ hiện tại chỉ có 3 nhà mình thôi. Không biết là 3 nhà mình có quằn quại để có thể thịt được con bò 40kg đó không nữa các bạn ạ. Ok, bây giờ sẽ không nói nhiều nữa, mình sẽ cho các bạn xem con bò 40kg đó. Gọi là bò nhưng thực chất con đi là con bò nhỏ, thì người ta thường gọi là con bê các bạn ạ. Nếu các bạn mà thấy clip này của anh mình hay thì các bạn đừng tiếc một lượt like, chia sẻ video để ủng hộ anh em mình nha. Đây là con bò 40kg anh em mình đã mua các bạn ạ. Thì mua từ hôm qua nhưng mà đến sáng hôm nay thì anh em mình mới làm thịt. Buổi sáng thì bạn Lâm đã dắt em nó đi ra ngoài cái cánh đồng để gọi là ăn bữa cuối cùng trước khi bị làm thịt. Nhưng mà em nó chắc là nhớ mẹ nên là không ăn hay sao ấy. Không ăn nên bạn Lâm đã dắt về đây, nên về anh em mình sẽ chuẩn bị làm thịt. Nhưng mà bởi vì một số chính sách của YouTube nên là anh em mình sẽ không quay cảnh giết mổ và làm thịt, chỉ quay cảnh cái lúc mà anh em mình dắt em nó về đây và sau khi làm thịt xong các bạn ạ. Vậy đây, anh em mình đã thịt xong con bê này rồi các bạn ạ. Bây giờ anh em mình sẽ cho chọc vào thanh tre để anh em mình làm thêm một vài bước nữa để anh em mình có thể nướng được thôi. Sau khi mình thịt xong con này đã mất khoảng độ 2 tiếng các bạn ạ. Anh em mình đi từ 9 giờ sáng và giờ 11 giờ rồi vẫn chưa xong rồi. Hơn 11 giờ rồi. Ở đây đây con ạ. Lẽ như mình khi đang thịt còn mưa đó. Đây, bây giờ mình vẫn đang làm ở dưới mưa luôn này. Bởi vì quay vào những cái ngày mưa này rất là vất vả. Cho qua mồm chứ bạn. Cho qua mồm chứ. Ừ. Không biết là từ giờ đến lúc mà anh mình nướng con này thì xong có bị mưa không nữa. Thực sự nhìn trời vẫn rất là âm u, kiểu nó vẫn đang muốn mưa nữa các bạn ạ. Bây giờ thì hiện tại đang mưa nhưng mà mưa nhỏ, mình chỉ sợ đang quay là mưa to anh em lại vất vả thôi. Đừng lôi rồi đó, đẩy xuống. Nhấc anh nhấc cao thanh tre này. Anh em mình bây giờ sẽ buộc chân lại để nhìn cho người nó căng ra các bạn ạ. Ở đầu với cả đít anh em mình đã đóng đinh sẵn rồi, chỉ buộc cho nó căng lên nhìn cho nó đẹp thôi. Đây một ông Cường Xe Vân thì đang gọi là đang phải đứng một, bởi vì nó lặng quá ấy. Một bên thì đứng để đá lên vai, một bên thì đá lên tường. Mình thấy cái cây tre này nó bị chĩu ấy. Không biết là tí anh mình có quay nổi không nữa. Lặng lắm các bạn ạ. Lặng, có khi phải hai người hai đầu để quay mới được ấy. Nhưng có vẻ rất là lặng luôn. Các bạn nhìn thấy cây tre chĩu không? Cây tre này còn gọi là nhìn to hơn cả cây tre hôm anh mình nướng lợn ấy. Và giờ nó chĩu hết cả xuống như này. Anh mình đang làm lá mắc mật, gọi là pha chế gia vị vào lá mắc mật để chuẩn bị nhét vào bụng con bê này các bạn ạ. Để cho nhiều muối vào tí. Hôm nay anh mình mua gấp 3 lần lá mắc mật cái hôm anh mình nướng lợn luôn. Rất là nhiều. Để anh mình muốn là làm cho nó phồng cái bụng nó lên các bạn ạ, nhìn cho nó đẹp. Hôm cho ít quá, không biết cần này có đủ để con bê để có thể căng được cái bụng ra lên nữa. Căng lên nhìn nó đẹp hơn các bạn ạ. Nó nhét căng mà. Tôi nghĩ khá nhiều lá mắc mật nên nhét căng nó lên. Tôi nghĩ vẫn ít. Còn ít à? Thì để tôi lấy ít lá rong của đằng kia để cho vào cho nó căng nhá. Mấy quả dưa chuột vào bạn. Ok luôn. Hay là cho mấy quả dưa chuột vào cũng được các bạn ạ. Chút lá xoài. Ở đây thì rất nhiều cây cối lá xoài cũng rất là nhiều luôn. Hôm nay thì mình sẽ khâu bằng, không khâu bằng chỉ đấy, nhưng mình khâu bằng thép luôn. Ba lắm gần hết khâu mà chả thấy bị căng. Chứng tỏ này ăn được rất là nhiều.
Em thấy nó hơi phẩm đấy. Thế nó béo, kiểu như nó béo ra đúng không? Hết rồi đấy các bạn ạ, hết thâu lá mắc mặt rồi. Lá mắc mặt không mua đã hết 100 nghìn rồi các bạn ạ. Anh em mình đang khâu bụng lại, nhưng thực sự là anh em mình khâu bằng cái dây thép này, bởi vì da của này nó dày quá, rất là khó khâu luôn, rất là vất vả các bạn ạ. Đục đục được một đầu xong phải cái đầu sau ấy phải dùng cái mũi nhọn của dao để trợ giúp để mọi người có thể qua xuyên qua được. Còn bản là da loại này nó chắc quá, dài nữa, dài khó được. Anh em mình luôn này mất chục phút, hơn chục phút mất. Phải lấy cái đầu mõm nhọn của dao gọi là trợ giúp rồi. Đấy, mới thế mới qua được các bạn ạ. Bây giờ thì mình sẽ tắm qua cho nó bằng dung dịch mật ong các bạn ạ. Dung dịch mật ong pha loãng. Bạn nói từ dung dịch tôi ghê quá. Là hỗn hợp pha loãng các bạn ạ. Để, trước khi chuẩn bị cho lên nướng luôn. Bởi vì dưới này này, lẽ như mình khâu bằng thép nhưng mà khó quá thì anh em mình bây giờ chỉ dùng bằng dây chỉ được các bạn ạ. Chỗ này đang bị dốc nên một lát nữa thì mình sẽ phải khâu lại thêm một ít nữa. Bạn xoa đều vào nhá. Tôi thấy bạn xoa tốn mật ong quá. Phải không? Thôi to thì chân phải tốn một chút thôi. Chấp nhận rồi. Bây giờ cũng chớm 1 giờ rồi, anh em mình nướng cố gắng chắc tầm 3 tiếng là chín là đẹp các bạn ạ. Còn lợn anh em mình nướng 3 tiếng còn mình chín được, không biết con này nướng 3 tiếng có chín nổi không nữa. Hôm nay thì mình sẽ cố gắng cho thật nhiều than hơn. Kia than thì đang gió đang cháy kia rồi. Bây giờ xong mà sẽ cho lên để nướng luôn thôi. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu cho vào để nướng các bạn ạ. Còn bề này rất là lặng luôn. Than cháy đây rồi. Bây giờ cũng 1 giờ chiều rồi. Bây giờ thì mình sẽ phải báo ăn cơm thì để một anh em quay thử thôi. Đấy bạn bạn thử quay thử không nào. Lặng quá không? Lặng. Nếu mà lặng thì chắc là phải cần đến hai anh em để quay. Mang ghế ra để ngồi quay thôi. Bạn thử quay một mình xem nào. Hơi vất vả bạn nhỉ? Hơi vất vả tí. Để sẽ hai anh em quay, còn hai anh em vào ăn cơm trước vậy. Sau gần 10 phút anh em mình nướng thì hiện tại là nó đang khô lại. Bây giờ anh em mình phải quyết dầu ăn vào các bạn ạ. Để cho nó bóng da này lên. Chưa nướng cái này bao giờ không biết là nó có giống nướng lợn không nữa. Cường với Tiến thì ăn cơm trước rồi. Bây giờ hai anh em sẽ quay hỗ trợ mình. Còn mình, Mỹ Lâm sẽ vào ăn cơm sau bây giờ đây các bạn ạ. Đây là bữa cơm buổi trưa của anh em mình các bạn ạ. Thực là vẫn hôm nay lại vẫn muộn đến hơn 1 giờ mới được ăn luôn. Đi từ 9 giờ nhưng mà vẫn muộn mới được ăn. Có ít cà này, ít trứng xào mướp đắng này, đây là cái quả tim bò ấy, xào mướp đắng, rồi đây là tiết bò này, rau cải này. Bữa cơm gọi là rất là đơn sơ giản dị thôi. Hôm nay khoa bây giờ mới lên các bạn ạ. Bây giờ lên đói đói quá thì cũng vào để làm vài bát cơm để xong để ra hỗ trợ của anh em. Cái món này thực sự ăn cơm rất là khoái khẩu các bạn ạ, tuyệt vời luôn. Ăn cái món này mà ăn với cơm thì các bạn ngon các bạn ạ. Cả, cả là dưa cà pháo nhỏ nhỏ ăn ngon các bạn ạ. Tôi đưa vào bình thường anh em mình chỉ ăn gọi là ăn cơm cà rồi cũng có thể sống qua ngày luôn. Đó, mình mời tất cả mọi người cùng dùng cơm bữa trưa với anh em mình nhá. Sau khi anh em mình dùng cơm trưa xong thì tại hai cái chân này nó đang bị kiểu như đứt ra, đang ra mình phải cắt ra rồi, nhưng mà chắc không sao mình đặt đấy. Bây giờ cái chỗ những cái chỗ này hơi vàng rồi, anh em mình sẽ phải lấy dùng tăm để anh em mình đâm ra đi, không loại ốc mất giống con lợn thì rất là xấu các bạn ạ. Đâm nhiều vào. Đó. Nóng quá. Bởi vì anh em mình rất là nhiều than ở dưới. À, cái chỗ cổ này anh thấy đang chảy sao đấy, em đâm ra. Các bạn nhìn nó chảy mỡ, nhìn rất là béo luôn. Hay là do cái là đó. Các bạn nhìn thấy chưa? Đang lên màu rất là đẹp rồi. Có mỗi hại mỗi cái chân này, mấy cái chân này ra kiểu như nó bị tuột ra ấy. Cái chuỗi là gần nửa quá nên nó nóng nên nó bị tuột ra. Ừ.
tuột mất cái chân ra. Nóng quá. Da người vẫn chưa sao các bạn ạ. Sùn hết lông chân rồi. Ui chết rồi, thun đầu. Thun hết cả lông chân nhé. Dạ mà, dạ hết ngoạn luôn. Vậy là sau gần 2 tiếng như mình nướng các bạn ạ, thì hiện tại nó đang bung toác cái đùi là một này. Cái chỗ anh mình đóng đinh ở đằng sau bên trên hông ấy, nó cũng toác ra luôn. Toác ra bây giờ mình buộc thêm sắt vào, không là nó sẽ bị tuột, không quay nổi nữa luôn. Còn bốn cái chân thì toác cũng khá là lâu rồi. Bây giờ chắc là anh mình phải nướng thêm khoảng độ hơn tiếng nữa mới có thể chín được con này. Anh mình sẽ cố gắng để nướng thôi. Bởi vì nó toác hết ra, bây giờ đang quay còn sợ nó vỡ ra là anh mình không quay được nữa. Không quay được nữa thì không thể chín được cái con bê này nữa. Bởi vì mình cái lúc mà mình khâu ấy thì mình cảm giác nó rất là, da của nó rất là dai và cứng, nhưng mà không nghĩ là nướng lại bèo nó toác nhiều hơn cả con lợn mỗi hôm anh nhìn mình nướng luôn. Lửa bây giờ anh mình phải san bớt da rồi kìa, chắc là nướng khoảng độ hơn tiếng nữa thôi, cố gắng để chín sớm. Hôm nay thì mình đã phải đi cả ngày, dù trời mưa vẫn cố gắng đi từ sớm rồi. Vậy là sau 3 tiếng rưỡi anh mình nướng các bạn ạ. Thì bây giờ hiện tại là con bê này chắc mình nghĩ là chắc là nó chín rồi. Bởi vì hai cái đùi của nó toác này, rồi ở cái giữa lưng của nó toác, nhìn thấy rất là ngon luôn các bạn ạ. Nhưng mà mình sợ có vẻ da nó không được giòn như kiểu da lợn hay là da bê này nướng như thế. Bởi vì cũng chưa từng thấy ai nướng bê bao giờ, nên anh mình cũng chưa học hỏi được kinh nghiệm. Coi như là đây lần đầu của anh em mình, sẽ rút kinh nghiệm ở những lần nướng những con to sau các bạn nhá. Bây giờ sẽ không nói nhiều nữa, anh mình sẽ mang ra để anh mình chặt ra, anh mình thưởng thức thôi. Bạn mang ra đi. Bạn thấy chai tay chưa? Chai ở đây. Chai tay chưa? Đi, đi thế đi thôi, ra để thưởng thức để bù lại cái chỗ chai tay thôi. Bây giờ anh mình sẽ chọc để lấy xem còn nước mắc mật không, để anh mình lấy để anh mình chấm các bạn ạ. Đây anh đấy hứng. Chọc chỗ nào mà nó dốc dốc ấy. Hay không hết, hay là hết cả nước rồi. Lấy thấy nó chảy rất là nhiều luôn đấy. Đấy 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 đấy, đấy nó đấy. Đúng rồi đấy. Còn nước này anh mình chấm nó mới đậm đậm ngon các bạn ạ. Tuyệt vời luôn. Cứ cầm đấy bao chảy đầy bát thì anh mình bỏ ra nhá. Lời đùa vậy thôi bạn ạ. Không để các bạn gọi là khiêng con này lâu đâu. Chắc là chỉ tầm độ nó được một cái bát con thôi là đủ chấm rồi. Wow. Thực sự rất là thơm các bạn ạ. Mới có tháo ra thôi mà mùi mắc mật nó thông ra hai cái lỗ mà anh mình cắm ấy. Thơm vãi trưởng luôn. Quá phê. Ui xa. Bạn nhìn giống con lợn không? Mùi thơm hấp dẫn không kém gì con lợn rồi ạ. Sao ăn thơm hơn rồi đây, thơm vãi cả trường ra. Ui giời. Ui. Ai da. Đói lắm rồi. Ui, đã chờ. Wow, ngọt ngọt. Ngon không? Quá ngọt. Ngon chưa anh? Thơm lắm. Đủ chín chưa bạn? Ngon. Chín chín. Chín bạn. Quá ngon luôn. Chín rồi ạ. Ui dồi, thịt tuyệt vời luôn. Đấy, mấy anh em đánh chén hết con bê này nhá. Bê nướng đặc sản. Thực sự là quá đặc sản luôn đấy. Bởi vì bình thường mấy ai người ta ăn dê nướng, à bê nướng đâu bạn. Chỉ là bình thường toàn ăn chỗ mình chỉ bán, người ta họ bán lợn nướng thôi. Rồi con lợn mà nướng như kiểu lần trước của anh em mình ấy. Đây là chơi hẳn con bê nướng. Bê con nướng. Con này mà có cỗ mà cũng nướng để làm cỗ cũng được các bạn ạ. Tầm chục mâm sợ ăn chán hết đấy. Này phải 30 mâm. Cả họ ăn.
30 mâm khách mới hết được tụi mày. Bạn chả có thấy dai dai hơn thịt lợn không? Chắc là dai hơn. Anh cho xin cái bát hương nước miếng ấy. Ủa thèm quá. Bạn cho luôn vào mâm này. Bây giờ anh em mình sẽ bắt đầu thưởng thức các bạn ạ. Mỗi anh em kia đã có chuẩn bị một lon bia rồi. Tiến uống nước ngọt với mình uống nước ngọt bởi vì mình ốm vẫn chưa khỏi. Hôm nay thì có hai ông anh ở trong làng thì nên gọi là thưởng thức thử cái món bê lướng của anh em mình các bạn ạ. Hai ông anh chào các bạn ngay. Tôi hữu hướng chào 500 anh em. Ok các bạn ạ. Ok bây giờ anh em mình sẽ thưởng thức luôn các bạn nhá. Đây là bát nước chấm gọi là mắc mặt ở trong bụng nó này. Kia là nước muối với quất với cả ớt. Bây giờ anh em mình sẽ thưởng thức cái món dê lướng nguyên con này. Nào bạn à cho thằng Tiến thử trước đi. Đây Tiến ơi. Ưu tiên em cái đùi. À dê, tôi vừa nói dê à bạn. Dê. Thế là tôi nhầm bởi vì chưa ai nướng bê bao giờ nên tôi hay nhầm dê. Xin lỗi mọi người nhá. Mời tất cả các bạn nha. Ui giời. Ui bà. Như nào? Man ngọt lắm. Ngọt chứ? Tôi là bây giờ mình sẽ bắt đầu thưởng thức đánh chén thôi, là bia bật ra đi. Mọi người hôm nay hai anh em tôi hơi cao một chút nhé. Ok, à, thưởng thức đi bạn. Anh dùng thử đi đó. Mời các bạn đây nào. Mời các bạn nha. Tiến thấy thế nào em? Chơi cả cái chân đi ngon nhá. Bởi vì con B này các bạn ạ, nó to quá thành ra như mình chỉ chặt được một ít thôi, còn rất nhiều nữa anh mình không thể đè hết được cái mâm này luôn. Nào, mọi người dùng đi. Mời các bạn nha. Mời các bạn nha. Tôi làm cái bắp nha. Mời các bạn nha. Đúng là ăn thịt nó phê. Tiến chơi cả. Mời tất cả các bạn nhá. Tiến chơi hẳn cả cái chân đằng trước đấy các bạn ạ. Wow. Nhìn nó ăn mà thèm quá. Cái này nó bê nhưng mà chắc nó cũng phải gọi như là lợn, gọi lợn sữa thì bê này, hay là mình có thể mình gọi là bê sữa đi. Dạo này là vừa nãy anh toàn nhầm là con dê rồi bởi vì chưa thấy người ta gọi là nướng kiểu bê bao giờ nên là. Nhưng mà nhìn cũng giống con dê. Nhưng mà thịt ăn đúng không? Thế nào anh? Quá ngọt. Ngọt. Tuyệt vời. À, mình ngoài đang thèm lắm rồi các bạn ạ. Đây các bạn này, hôm nay ốm phải uống gọi là chanh leo rồi. Mấy anh em đang dùng bia thực sự cũng rất là muốn dùng thử một chút bia nhưng mà đang uống thuốc nên là vẫn chưa khỏi nên là chưa thể uống bia được. Và anh em mình sẽ lấy độc trị độc nha anh ạ. Thôi. Mình lấy độc trị độc, mình phải uống nhiều vào để cho nó nhanh khỏi. Sau một hồi quay cho các bạn xem mấy anh em thưởng thức cái món bia lướng nguyên con này thì bây giờ mình sẽ vào để thưởng thức luôn, không để gọi là nước miếng ngày nào cũng phải để chảy ra liên tục nữa các bạn ạ. Ok, bây giờ mình sẽ dùng luôn. Mình mời tất cả các bạn nhé. Nhìn cầm quá ngon. Tiến đang vật vã mấy cái đùi này. Tiến chắc chắn tối nay không ăn cơm rồi. Chết cả cái đùi lơi rồi đúng không? Chắc là tối nay Tiến không ăn cơm. Ăn miếng bóng rồi rồi. Chắc luôn. Đấy là cái cẳng thôi. Không cắn được. Chạy vô khỏe. Thì này ngon nhỉ. Anh em dùng đi, em dùng nước ngọt. Mình như mình đã nói thì mình đang ốm nên mình chỉ dùng nước ngọt thôi. Khuyến cáo anh em đừng nên làm giống em tôi nhé. Đi nướng bê nguyên con ạ. Đúng rồi các bạn ạ. Khuyến cáo tất cả mọi người là không nên làm theo anh em mình là nướng cả con bê nguyên con, rất là lãng phí. Mình đáp lại những cái tình cảm của các bạn mà đã dành cho anh em mình thì nên là anh em mình mới mua kiểu con bê này về nướng nguyên con rồi. Còn các bạn thì không nên nướng nguyên con theo kiểu anh em mình các bạn nhá. Con này chắc là phải 30 người ăn, chia hết cho hàng xóm họ hàng hết vẫn. Cái miếng nước là cay nhỉ.
gan lợn còn còn dài. Nhiều ớt. Cái anh em mình là anh em chung, anh em mình là chiêu cay mà nên phải cay. Chẳng bắt phê luôn. Chó mắc nhiều ớt. Nhìn toàn thấy ớt là ớt rồi. Hình như là con bê ăn ngon hơn cả sườn. Ngon hơn cả sườn bò. Nhìn ngon đấy. Ừ. Ủa, tách chỗ này anh bảo ăn tách chỗ này là thơm cực. Chỗ lưng lưng này. Đấy. Thơm cực. Thơm da, da nó ăn thơm. Thử miếng da bò các bạn. Ăn thì thơm vãi chổng luôn đấy. Quá phê luôn. Thơm cực cái mua kiểu như kiểu đấy, cái kiểu chỗ đỏ đỏ này. Đỏ đỏ ăn nó kiểu như kiểu cái mùi gà hun khói. Đúng rồi, kiểu đó là cái tai xem mà nó thế nào. Đây, ăn này. Tai thấy khoa là bạn là. Xé luôn cái này ra đây. Dài lắm, rồi. Tôi thử thử cái tai xem mà. Đây, ăn miếng này như mùi gà luôn. Xem nó có hơi tai thỏ không? Ngon đấy, ngon luôn, chú ý đúng không? Thôi ngon này, thơm phức luôn, như mùi thịt mùi khói. Thôi em cái chú này để đêm lúc cháo. Sau một hồi đánh chén thì anh em mình đánh chén cũng vãn bớt được một chút ít khá nhiều rồi các bạn ạ. Một chút ít khá nhiều bởi vì sao? Bởi vì con bê nó nhiều quá. Anh em mình đánh một chút ít của khá nhiều thì cũng khá là nhiều đấy các bạn ạ. Không nói nhiều nữa, mình sẽ hỏi cảm giác của hai ông anh gọi là hôm nay có mặt ở video này trước đi, anh Tuấn đi. Thật sự là con bê lướng này rất là ngon. Cảm giác ăn rất là phì. Ok, nào anh Hướng nào. Lần đầu tiên mình được ăn cái bê lướng thật sự là quá ngon, thịt rất là thơm. Một từ tuyệt đúng không? À, tiếp cận đi. Các bạn, như bình thường chúng ta chỉ ăn có thể là ăn bê xào hay là bê gì đó, thế nhưng mà chưa bao giờ. Đây phải nói là cái món bê nướng này là món độc và lạ. Mình nghĩ có lẽ là chắc là độc nhất Việt Nam rồi các bạn. Mình chưa thấy ai làm món bê nướng này đối với anh em mình. Nhưng mà phải nói là trước là chưa từng trải qua, cho nên bây giờ anh em tôi đã thử. Thực sự là phải nói là con này quá là tuyệt vời, rất là ngon. Ok, nào bạn Lâm nào. Các bạn, con bê nướng này ăn rất là ngon. Hôm nay tôi đói, tôi đang ăn, cố ăn cho lọ. Tối nữa là ăn cơm. Ngon lắm các bạn. Anh yên tâm, mai anh cũng không phải ăn sáng. Tiến, ăn hết cái chân đó thấy thế nào rồi? Lọ. Đã lọ rồi à? Bỏ chỗ này đi. Mới hết lấy cũng hai cái này về tối nấu cháo ăn dần. Tiến sẽ giữ lại hai cái chóng chân kia để về nấu cháo ăn dần các bạn ạ. Nào bạn Khoa nào. Lần đầu tiên tôi thấy một người như Hữu Bộ làm được một cái con bê lướng khổng lồ to này. Tôi chưa là tôi thấy ai dám lướng một con bê ăn rất là lạ mà ngon, ngọt, thơm lắm. Các bạn cứ ủng hộ kênh Hữu Bộ để bạn sẽ làm nhiều video hơn nữa. Thôi hết. Ok các bạn ạ. Bây giờ mình chỉ có một lời khuyên cho các bạn thôi, đó chính là các bạn tiếp tục, đó chính là các bạn không nên mua cả con bê về lướng bởi vì ăn thừa ra rất là phí luôn. Mình sẽ dừng clip này ở đây. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi đến cuối clip này của anh em mình. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những clip tiếp theo.